Xin chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hôm nay mình xin chia sẻ cái cách khôi phục tin nhắn Zalo của bạn đã xóa từ rất lâu. Và cái nhiều nguyên nhân là làm sao có nhiều bạn nhắn tin cho mình là các bạn không khôi phục được tin nhắn. Và trong video này mình cũng chỉ ra cái cách để các bạn có ích mai sau những cái tin nhắn mà các bạn muốn phục hồi hay bạn dùng trên điện thoại. Mai sau các bạn muốn tìm lại cái tin nhắn cũ mình đã hủy và cũng có người vô tình mình xóa đi cái tin nhắn đó mà mình muốn sao lưu lại, muốn xem lại, thì cách cài đặt ngay từ lúc bước ban đầu để các bạn có những cái tin nhắn đó. Nhất là cái Zalo của các bạn có nhiều bạn là không khôi phục tin nhắn. Đó là do cái phiên bản Zalo của các bạn là từ khi các bạn mua máy đến bạn tải cái Zalo đó về thì chưa bao giờ một lần các bạn xóa đi cài lại hay là các bạn là ấn sao lưu đồng bộ trên cái bản đó, thì cái phiên bản của các bạn đến bây giờ nó đã rất là lỗi thời và rất lâu rồi. Bạn có thể xem những cái phiên bản của Zalo của bạn nhé. Như bây giờ là mình mới dùng cái phiên bản là ngày 1 tháng 9 năm 2021, đó là phiên bản mới nhất của Zalo, nó có rất nhiều tính năng. Thì nếu như các bạn mà không khôi phục được thì các bạn hãy xóa cái phiên bản đó đi. Nhưng trước khi xóa, bạn hãy ấn sao lưu đồng bộ. Bạn ấn sao lưu đồng bộ, sau đó là bạn tải cái phiên bản mới nhất của năm 2021 về và các bạn tiến hành sao lưu khôi phục lại tin nhắn của bạn nhé. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai đó là trường hợp Zalo đã từng xóa và cài lại nhưng mà không khôi phục được tin nhắn, thì đây nó là một cái trường hợp mà mình đã từng chia sẻ với các bạn là cái cách để các bạn làm sao mà xóa tin nhắn riêng trên Zalo sau nhiều ngày. Thì đó là cái cách để các bạn, cái quy định của Zalo lúc đó và cái phần mềm của nó có những cái mở rộng cái kẽ hở mà nói chung nó cũng chưa thể vá được cái lỗi đó thì mình mới làm được những cái đấy. Nhưng bây giờ vá lỗi nữa thì các bạn chỉ xóa được tin nhắn riêng trên Zalo. Thì các bạn chú ý nhé, cái Zalo á, cái Zalo của nó là khi các bạn không ấn sao lưu đồng bộ, khi các bạn không ấn sao lưu đồng bộ, bạn bỏ tích chọn đi mà các bạn xóa Zalo, sau đó bạn cài lại thì sẽ không sao lưu được cái bản ngay lúc đó nhé. Cái thứ hai nữa là bạn cài trên một cái điện thoại khác thì nó sẽ không được phép sao lưu và đồng bộ lại cái tin nhắn của cái máy đó cũng như cái Zalo của cái số trước đây. Đó là cái quy tắc của Zalo, nó đã quy định cho mọi người dùng. Đó là vi phạm nguyên tắc riêng của người đó, chỉ có người đó cho phép. Ví dụ người ta ấn sao lưu đồng bộ trước khi xóa, sau đó người ta có mật khẩu mã đó thì người ta sao lưu lại được cái đó. Nhưng nếu như sao lưu thì muốn sao lưu lại ảnh, video các thứ thì các bạn phải có cái tài khoản để sao lưu đồng bộ. Các bạn nhớ nhé, các bạn khi các bạn xóa để cài sang cái phiên bản khác, cái máy khác thì các bạn phải có cái tài khoản. Đây này, cái tài khoản Google Drive đây các bạn nhớ nhé. Đấy, cái tài khoản này nhé, thì nó sẽ sao lưu ảnh và video cho các bạn. Còn nếu như không có cái này thì nó chỉ sao lưu tin nhắn trên máy các bạn thôi. Và các bạn hãy ấn tự động sao lưu mỗi ngày khi các bạn thay đổi cái số điện thoại cũng như là trên máy khác. Đó thì các bạn sẽ sao lưu. Trường hợp thứ ba nữa là các bạn là không thể sao lưu được, đúng là do một cái các bạn ấn trong cái phần cài đặt là sao lưu đồng bộ bằng 3G hay là Wi-Fi thì các bạn nên cài đặt là đồng bộ dữ liệu trên 3G hoặc là Wi-Fi các bạn nhé. Thì khi các bạn ấn sao lưu đồng bộ thì nó sẽ hỏi và các bạn có thể sao lưu được mọi lúc trong 3G, 4G hay là Wi-Fi thì các bạn đều khôi phục được. Mình khuyên các bạn là khi các bạn mà xóa tất cả cái tài khoản đi đó mà các bạn muốn nó người khác không còn nhìn thấy cái tin nhắn của bạn nữa thì các bạn thể tích chọn, không tích ấn tích chọn vào sự đồng bộ thì nó sẽ mất. Còn trường hợp mà các bạn ấn sao lưu đồng bộ rồi nhé, các bạn đã ấn sao lưu đồng bộ rồi, bạn đây, các bạn đã từng ấn sao lưu đồng bộ, ấn cái sao lưu này thì nó phôi được sao lưu ra rất mỗi một ngày nó sẽ sao lưu. Nếu như các bạn
không ấn sao lưu bình thường thì các bạn thể tích chọn vào tự động sao lưu mỗi ngày thì nó sẽ tự động sao lưu trên máy của các bạn. Sau đó khi các bạn làm mất đi tin nhắn thì các bạn muốn khôi phục thì các bạn sẽ ấn cái chữ khôi phục đây là nó sẽ có cái khôi phục ngay tin nhắn cho các bạn. Đây khu vực này. Đó những nếu như những nhiều người người ta đã tích vào cái tự động sao lưu mỗi ngày này để đề phòng trường hợp mai sau muốn tìm lại cái tin nhắn đó thì nó rất là đơn giản. Các bạn thấy chưa? Thế còn cái sao lưu đồng bộ khôi phục đây đấy thì phiên bản nào nó cũng sẽ có chữ sao lưu và chữ khôi phục, phiên bản nào cũng có, nó chỉ khác nhau cái là cái phiên bản mới nhất thì nó đơn giản hơn, nhưng phiên bản ngày xưa thì nó sẽ cho các bạn từng phần một vào sao lưu, vào khôi phục, vào sao lưu ảnh, vào tin nhắn, và đấy thì nó đều có hết trên tất cả các phiên bản, nhưng có cái là cái giao diện nó sẽ thay đổi. Còn trường hợp mà các bạn đã khôi phục đã ấn sao lưu rồi thì nó khôi phục rất đơn giản. Mình ví dụ một trường hợp là ví dụ mình vào một cái trường hợp này. Đây các bạn nhìn này nhá. Thì toàn bộ ảnh tin nhắn Zalo này mình có thể xóa một cái trong đó, tí mình sẽ ấn sao lưu lại. Các bạn để ý đây là một trường hợp này. Mình tất cả những cái gì mình để đây nhá thì mình sẽ xóa toàn bộ lịch sử nó đi này. Đó. Thì khi các bạn xem lại thì toàn bộ là coi như đã mất các bạn nhé. Thế bây giờ chúng ta quay trở lại tấn siêu đồng bộ và ấn vào biểu tượng người đây ở góc này nhé. Sau đó bạn ấn vào cái răng cưa cài đặt này, đó. Sau đó bạn ấn vào sao lưu khôi phục này, đấy. Sau đó các bạn ấn khôi phục. Vì cái bản này mình đã tự động sao lưu mỗi ngày, mình ấn tích dấu màu xanh nổi lên rồi nhé. Thì các bạn không cần ấn sao lưu nữa, bạn ấn khôi phục luôn này, thì nó sẽ khôi phục tin nhắn về cho các bạn. Như vậy là chúng ta đã khôi phục thành công các bạn nhé. Thì bây giờ các bạn hãy chú ý quay lại này. Bạn chú ý cái này xem là tin nhắn đã phục như đấy cho các bạn thấy chưa? Toàn bộ tin nhắn đã được khôi phục hoàn toàn nhé. Đấy các bạn thấy nhé. Đó. Đấy, như vậy là chúng ta đã khôi phục được cái tin nhắn rất là bình thường nếu như các bạn ấn sao lưu đồng bộ mỗi ngày. Bạn chú ý nhé, các bạn chú ý là nhiều bạn là cài lại máy nhé. Các bạn cài lại cái Zalo ấy. Bạn cài lại Zalo thì trước khi các bạn ấn khôi phục thì các bạn phải ấn vào sao lưu nhé. Bạn ấn sao lưu vì các bạn cài lại máy thì lúc đó nó sẽ chưa cập nhật tất cả các bản lên lên Zalo, nên các bạn ấn về sao lưu trước này, sau đó là xong đó các bạn ấn khôi phục. Đó là những trường hợp mà các bạn cài lại Zalo thì tất cả các tin nhắn sẽ khôi phục được bình thường. Thì hôm nay mình xin chia sẻ cái cách để các bạn khôi phục lại tin nhắn Zalo. Có rất nhiều bạn có thể là muốn mình xem lại, muốn các bạn xem lại cái tin nhắn ngày xưa các bạn đã mất và cái dữ liệu các bạn bị xóa đi, mà bây giờ các bạn muốn xem lại thì đó cũng là một cách khôi phục nó rất đơn giản. Nhưng những cái mà các bạn không biết cách thì nó sẽ là rất khó khôi phục được những tin nhắn đó. Thì trên máy tính các bạn thể làm được. Thì trên máy tính thì các bạn bắt buộc các bạn phải xóa đi và các bạn vào trong ổ C cài của cái Zalo đó, các bạn tích chọn cái file đó về, các bạn chạy thì nó sẽ khôi phục được. Thì hôm nay video mình chia sẻ ở đây thì các bạn thấy hay và nội dung hữu ích thì các bạn hãy cho mình một like cũng như là đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình, và các bạn hãy để lại lời nhắn cũng như là lời bình luận ở dưới nếu có vấn đề gì cần mình giúp đỡ, cũng như là những ý kiến các bạn để chúng mình cùng hợp tác để đưa ra những cái hướng giải quyết tốt nhất đối với vấn đề của các bạn gặp phải, thì xin các bạn để lại nhắn bên dưới. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và tạm biệt các bạn. Chúc các bạn nhiều may mắn. Tạm biệt.